Tiếp theo là một phần hết sức là quan trọng, đó là cách thức thay nước cho cá vàng. Các bước thì sẽ được diễn ra như thế nào? Thì trước khi thay nước cho cá thì bạn cần phải chuẩn bị sẵn một lượng nước đã được cân bằng nhiệt độ và khử clo bằng vitamin C trong một cái xô hoặc là cái thùng tương ứng với số lượng nước bạn muốn thay ha. Bước đầu tiên, bước 1 thì các bạn sẽ xả khoảng 1/3 lượng nước ở trong hồ ra bằng máy bơm để mà thay nước. Trong lúc mà xả nước như vậy thì các bạn cũng có thể kết hợp làm vệ sinh cái bể kính của cá, bể cá. Bước 2 là phần bông của bộ lọc bằng nước nuôi cá. Vì sao bạn cần phải dùng nước nuôi cá để rửa miếng lọc? Vì như vậy thì vi sinh sẽ không có chết đi và chúng ta có thể giữ được vi sinh. Bước thứ 3 là các bạn sẽ bổ sung cái phần nước đã mất đi, đã thay đi bằng cái lượng nước bạn đã dự trữ. Bước 4 là để vào một lượng muối khoảng 0,3%, sẽ tương ứng là 3g muối trên 1 lít nước và vitamin C dành cho cá cảnh để cho cá khỏe mạnh. Và bước 5 là sau khi mà thay nước thì các bạn nhớ là phải thường xuyên, có nghĩa là sau khi thay nước các bạn hãy thường xuyên kiểm tra tình trạng của cá vàng như thế nào. Nếu mà sau khi thay nước các bạn để cá vào thì các bạn thấy rằng cá vàng bị lờ đờ hay là cá bơi loạn xạ thì rất có thể là do bạn chưa khử hết được clo, hoặc là do cái nhiệt độ trong bể cá bị biến đổi đột ngột đã gây ra cho cá những cái tình trạng đó. Vì vậy, để không xảy ra những cái trường hợp như vậy đối với cá vàng thì các bạn cần phải chú ý khi mà thay nước, như là các bạn cần phải thay nước vào buổi tối nè, hoặc là vào sáng sớm để tránh cho cá bị sốc nhiệt nè, và cung cấp một lượng vitamin C vừa phải để mà khử hết clo trong bể cá.